đó tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Ai muốn thể hiện sự tự tin của mình, thể hiện bản lĩnh của mình, hãy đến với tôi để chứng minh rằng bạn có thực tài. Trước khi gặp gỡ các đội tham gia ngày hôm nay thì Quỳnh Linh sẽ giới thiệu 50 vị giám khảo vô cùng khó tính. Bất cứ một tiết mục nào biểu diễn, nếu như 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây mà 50 vị giám khảo này không đồng ý, thế là cái cột đỏ nó sẽ hiện lên, qua 50 thì có tiếng chuông reng là dừng lại. Còn nếu như mà vượt qua 2 phút thì chúng ta sẽ được sự đánh giá và chấm điểm của ban giám khảo chuyên môn. Xin trân trọng chào đón giám khảo Lê Hoàng. Chào đón giám khảo danh hài Minh Nhi. Chào đón diễn viên Cát Tường, Lương Mạnh Hải. Xin giới thiệu Ngọc Diệp. Trước khi gặp gỡ các thí sinh thì tôi sẽ trao đổi với giám khảo một vài điều. Vậy tôi hỏi Lê Hoàng, có bao giờ mà anh mất tự tin trong lúc làm giám khảo chưa? Nhiều lắm. Vậy thì lúc đó chúng ta làm như thế nào để chúng ta lấy lại cái sự tự tin? Lúc ấy là trông chờ vào MC cứu. Chúng ta tự tin với chính bản thân mình như thế nào khi xuất hiện trước công chúng hả Ngọc Diệp? Hình như là càng ngày càng về sau là em mất tự tin hẳn. Lúc mà mới vào nghề thì rất là nghĩ mình là giỏi lắm kìa. Sao mà càng ngày càng thấy mình dở dần, bởi vì xung quanh mình toàn người tài. Rồi. Nhưng mà anh Quyền Linh quên chưa hỏi là tại sao Lê Hoàng mất tự tin rồi. Bởi tôi làm việc với anh Lê Hoàng rất nhiều thì biết rằng là anh Lê Hoàng chỉ mất tự tin khi mình không đẹp mà thôi. Đúng rồi, anh Lê Hoàng sẽ mất tự tin trước anh Minh Nhí. Đúng rồi. Thua nhan sắc. Đúng rồi. Nói về nhan sắc thì Minh Nhí rất là mất tự tin. Nhưng mà từ ngày có anh Lê Hoàng xuất hiện là tự tin hẳn. Chắc lẽ quý vị cũng đang chờ đợi xem những tiết mục nào trong ngày hôm nay và họ biểu diễn ra sao, có thể hiện cái sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu hay không. Chúng ta đến với tiết mục đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Hero seem like yesterday, not far the way. Tropical and iron breeze, all the nature wide and free. This is where I like to be. Love is there. Rất ấn tượng khi mà bạn xuất hiện, bạn chào rất là đẹp trai. Tôi thấy rằng bạn thấy đàn hay, hát giỏi, làm thầy giáo nữa đúng không? Hôm nay là thí sinh tham gia, bạn cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận như mới quay lại tuổi 15 tuổi. 15 tuổi. Tôi nghĩ điều đó rất là tốt, bởi vì chúng ta trở về tuổi thơ là chúng ta có nhiều năng lượng hơn và chúng ta thoải mái hơn biểu diễn. Và hy vọng rằng với 2 phút, bạn sẽ chinh phục được ban giám khảo khó tính 50 người này. Sẵn sàng chưa bạn? Tăng Ngọc Tuyền, 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Bất ngờ quá. Đáng hay. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cái điều này. Rất là đáng hay mà mọi người chú ý tại sao lại ba giám khảo khán giả lại nhiều khi mình không hiểu là quyết định của khán giả như thế nào. Tôi không hiểu là khán giả cần gì. Bởi vì thật sự mà nếu mà trong nghệ thuật thì tôi thấy đang rất là hay. Quyền Linh thử phỏng vấn một khán giả coi. Chào cô ạ.
Tại sao cô bấm nút đỏ ạ? Nhạc thì nói đúng ra cũng có hơi sôi động, nhưng mà có cái là nó không đi vào cái thực tiễn, có nghĩa là không biết là em đang diễn cái gì. Em đang nhảy cái gì trên cái màn? Đang nhảy. À, đang nhảy cái gì? Tức là đôi khi là có thể là khán giả cũng chưa hiểu làm gì. Đúng. Cái loại hình này nó có thể là hơi mới đối với cô, tức là cái nhảy tap dance này nó hơi mới. Cái nhảy này nó đòi hỏi cái cổ chân rất là khỏe. Nhưng mà cái nhảy này thì giỏi nhất là người Ireland. Thành ra cái nghệ thuật này đúng là nó rất là ít ở Việt Nam. Không, bây giờ mình cũng hoang mang là không biết bây giờ khán giả thích gì. Bây giờ để cho ta hiểu hơn về cái điều nhảy của Tăng Ngọc Tuyền thì có lẽ anh sẽ nhảy tròn vẹn cái bài hát để khán giả cảm nhận được như thế nào. Để cho khán giả có cơ hội hối hận. Theo luật thì tác phẩm này sẽ không chấm nữa. Nhưng mà cái niềm hối hận nếu có nó sẽ day dứt trong lòng. Chưa bao giờ thấy sự gọi là tranh luận giữa giám khảo với lại khán giả nó khác rất là xa. Giám khảo chuyên môn thì nói rất tốt, đúng không ạ? Theo tôi suy nghĩ như vậy. Quá tuyệt vời. Còn giám khảo khán giả thì nói rằng chưa được, thôi vào đi. Khó hiểu quá. Khán giả không chọn bạn, bạn cảm giác như thế nào? Chuyện này thì em thấy hoàn toàn bình thường. Đến đây chơi hết mình và chia sẻ niềm nhảy này với khán giả. Bây giờ sẽ có một cái niềm vui cho bạn, một cái động lực cho bạn để tiếp tục bạn sẽ trở lại với chương trình. Tôi sẽ tham khảo số điểm của bài giám khảo. Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8,5, Lương Mạnh Hải 9, Ngọc Diệp 8,5 và Minh Nhĩ 8,5. Số điểm rất cao Tân Ngọc Tuyền ạ. Nhưng mà rất tiếc, sự lựa chọn của ban giám khảo khán giả thì khó tính vô cùng. Cho đành vậy, tôi sẽ tặng bạn một kỷ niệm chương. Thực tình mà nói tôi rất muốn bạn trở lại chương trình. Chúc mừng bạn. Xin chào. Đôi khi cũng khó hiểu vô cùng. Nó làm sao ấy? Nghệ thuật nó cũng trừu tượng làm sao ấy? Khó nói đó, cảm tính. Đấy là cảm tính. Nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là khán giả. Đúng rồi. Làm những cái sản phẩm nghệ thuật là cho khán giả. Phải được khán giả chấp nhận. Đúng, chính xác. Giống như anh Lê Hoàng đó, ngày xưa Lê Hoàng mấy phim đầu tiên đó, anh làm hay lắm nhưng mà khán giả đâu chịu đâu. Theo Lê Hoàng thì chúng ta nên làm nghệ thuật hay là nên làm giải trí? Nên theo khán giả hay là nên theo chuyên môn? Anh, nghệ thuật nó phải đi đôi với giải trí. Chuyên môn cũng phải phục vụ khán giả. Cho nên phải lòng chúng ghép không cho thể nó nào hợp lý nhé. Rạch ròi như vậy được. Rạch ròi ra như vậy được. Phải 50-50 anh ơi. Còn bây giờ thì sao? Thì chúng ta sẽ tiếp tục tiết mục thứ hai. Mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào tất cả các bạn. Nhóm mình là nhóm Sài Gòn Team. Lâu lâu thì nhóm mình ca hát, nhảy múa, nhân sinh, phúc binh, cái gì á, nghệ thuật. Đây là những người mà tôi nghĩ rằng khán giả cũng rất là quen rồi, thấy bạn xuất hiện nhiều lắm. Tại sao bạn chọn sân chơi, bạn có thực tài để tiếp tục thể hiện cái niềm đam mê của mình? Nói là nhiều thôi, chứ thực ra thì ở trên những sân khấu lớn như này thì cũng rất là ít ạ. Chỉ có từ 1 đến 2 lần anh nghe là khi mà lên đây thì cái cảm giác lo lắng nó vẫn còn, nên bọn em muốn đến là thử sức. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật em chẳng cho anh đâu nào phôi pha, đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Anh không thể được gần nước mắt yêu đời đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã qua che lấp đừng nụ cười đau thương kia, nước mắt đó vẫn rơi vì em. Oh baby, no baby. Nhìn anh mưa đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng.
Cảm ơn bạn. À, trải qua 2 phút thì rất là nhiều cái cảm xúc từ khán giả cũng như ban giám khảo. Số điểm ở cột xanh là 84%, chứng minh được rằng là tiết mục rất là lôi cuốn khán giả, đúng không? Chúng ta cần bao lâu hả bạn? Bọn em cũng mới chơi rồi. Khoảng 5 năm. Mới chơi rồi, 5 năm. Ngoài cái chuyện mà các bạn có kỹ thuật về tâng bóng á, thì nó còn phải kỹ thuật về trình diễn và kỹ thuật của xiếc nữa. Bởi vì là những tiết mục này tôi gọi là tiết mục xiếc rồi, chứ không phải là tiết mục tâng bóng bình thường nữa. Chúc mừng cả ba bạn. Tại vì em nghĩ là lên sân khấu này không phải ngoài kỹ thuật không, mà bọn em phải cố gắng làm sao mà để cho mọi người cảm thấy vui. Em làm tốt lắm á, chỉ nhìn mặt em không mà không có nhìn chân nhiều lắm. Nãy cái bạn áo vàng này nè, cặp mắt của em với của anh bạn đó, hai người giao nhau một cái thì chết, em cụp mắt xuống liền vì em sợ giống như Lê Hoàng mà nhìn thấy bóng này rớt cho mắt. Xin lỗi các bạn Đinh Ngọc Diệp với bạn Cát Tường nói ngồi tôi hoang mang tự nhiên. Sao em khen mà khen sắc đẹp không vậy trời? Đâu có khen sắc đẹp, giống như hai người mê trai hay sao vậy? Nghệ thuật nó cũng khó lắm, có nhiều người nhìn mặt mà chấm điểm, có nhiều người nhìn chân mà chấm điểm, có nhiều người nhìn nụ cười mà chấm điểm. Bây giờ tổng hợp lại số điểm là bao nhiêu? Đinh Ngọc Diệp 10 điểm, Cát Tường 9 điểm. Qua cái cuộc thi này tôi mới phát hiện Đinh Ngọc Diệp với Cát Tường mê trai thiệt. Ủa sao vậy anh ơi? Để xem số điểm Minh Nhí là bao nhiêu nha. Anh đặt bí ẩn thì trời, trời thấy cho Diệp hạng người ta. Lê Hoàng 8, Lương Minh Hải 8.5. Tôi thấy rằng Minh Nhí hơi thấp, lý do tại sao vậy? Tôi chờ cái gì đó bất ngờ, thí dụ như các bạn biểu diễn tung hứng từ bên này qua bên kia, bạn nó các bạn hiểu không? Tung mà, những cái độc đáo từ trước ra những cái tung mà tung mà tung vậy, tung cái bành bành tung vậy. Tôi bản thân tôi thôi, chứ tôi không nói là ban giám khảo hay là quý vị khán giả. Tôi để màn sau. Tôi chỉ nói là bản thân tôi cảm giác là tôi đang chờ một cái gì đó nó hay hơn. Đúng rồi. Anh đừng hỏi tôi quá. Tôi thấy tôi chưa hài lòng cho nên số điểm của tôi là như vậy. Và tổng số điểm của các bạn 43 điểm, con số cũng rất là cao. Chúc mừng các bạn. Sau khi xem một tiết mục thì thế nào cũng có sự tranh cãi. 9 người 10 ý, 100 người cả 100 ý. Nhưng người nghệ sĩ vẫn phải cố gắng nỗ lực để chinh phục tất cả khán giả. Phải làm sao hàng trăm khán giả đó phải yêu quý mình. Và ngày hôm nay cũng vậy, những thí sinh trên sân khấu họ vẫn đang làm điều đó. Bạn có thực tài hay không? Hãy chờ xem, chúng ta sẽ đón xem tiết mục tiếp theo. Chắc có lẽ khán giả cũng đã nhận ra một người cũng rất là quen thuộc của chúng ta. Lời đầu tiên thì cho phép Vân xin được gửi lời chào với tất cả các khán giả đang có mặt ở chương trình Bạn Có Thực Tài, và gửi lời chào đặc biệt tới những ban giám khảo mà em nghĩ là hôm nay chắc có vẻ hơi bị khó tính. Và có một cái điều thứ hai là Vân nghĩ rằng là Vân và Tiến tới đây là chắc có lẽ là nhan sắc là chủ yếu, chứ mà tặng thì không có nhiều. Nhưng mà tôi rất muốn hỏi là dance sport đấy là điệu gì đấy ạ? Bởi vì rằng tôi tưởng là bạn tập thể dục. Điều này là điều do cha nè. Tôi thấy rằng anh Hải nó cũng hơi đúng. Tôi mặc dù tôi cũng có xem nhảy vài lần mà tôi không nhận ra, mà tôi chỉ thấy là một cái sự kết hợp của các điệu tổng hợp. Vâng, nhưng mà nó rất là vui, đúng không? Không, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn muốn đến đây để xem cái sự tự tin của mình đến đâu, cái bản lĩnh của mình đến đâu. Thì thật sự cái tiết mục đi thi thì cũng nguy hiểm lắm này. Linh ơi, cho nên là tôi nghĩ là bây giờ ban giám khảo là chấm điểm cho Vân Anh là chấm điểm tự tin, chứ không phải chấm điểm tiết mục nhảy. Hai bạn này mà cho điểm tự tin thì là không công bằng với những đội khác, bởi vì là
Phương Anh là cô đứng trên sân khấu rất nhiều rồi. Cả bạn Tiến đúng không? Đó, bạn này là tức là gọi là hiện tượng mạng. Em tức nghĩ... là đã diễn rất nhiều clip rồi. À, bạn Tiến có thể nói chia sẻ một vài cái cảm giác của mình. Thì hôm bữa đó có một lần là đang đi học thì tự nhiên, học lớp mấy? Dạ thì Tiến là giờ học năm ba. Chơi sân khấu. Đại học FPT hả? Bạn hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay Tiến 21 tuổi ạ. Ồ. 21 tuổi. Rồi một lần đi vậy học. Thì anh Minh Nhí phải 100 tuổi à? Chương trình này có vẻ là ban giám khảo hơi lục đục nội bộ nhỉ? Nội bộ lắm. Lũng cũng nội bộ nhiều lắm. Chúc mừng các bạn. Nhưng tại sao bạn lựa chọn bộ đồ này? Em diễn với mấy con vật đây muốn cho nó giống như tạc dây. Tưởng người tiền sử. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. In the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. Theo nếu như không hết thời gian bạn sẽ diễn gì nữa? À em sẽ diễn cho anh con tiếp mục nha. Rồi bây giờ anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Đừng có đưa một cái con nó vô tôi nha. Rồi bây giờ anh nhắm mắt lại. Rồi xong mở mắt ra đi anh. Rồi em đã diễn cho anh con tiết mục thôi miên. Kêu anh nhắm mắt cái anh nhắm mắt. Trời đất ơi bị con nít lừa. Cũng vừa. Em hướng dẫn cho anh coi chờ để tay của em đi. Rồi bây giờ anh làm gì nè? À tôi biết rồi, thật tay không gì không có gì đúng không? Đúng rồi anh chỉnh tay rồi. Rồi cho một quẹt đây nè, đó nguyên cục sình nè, đó không chưa giờ làm với em nha. Để tay rồi làm gì nè, đây nè, làm liền nhanh lên rồi. Cảm ơn anh, vỗ tay nha. À, tóm lại thì tôi nghĩ rằng bạn rất có duyên, rất là dễ thương khi biểu diễn. Những cái trò này thì cũng nhiều người diễn rồi, nhưng mà phải nói là bạn có cái duyên gì đó mà tôi thấy hấp dẫn. Ban giám khảo sẽ nhận xét điều đó. Xin mời ban giám khảo. Đã 3 tuần rồi đúng không? Và mỗi một tuần thì lại có một cái tiết mục ảo thuật. Hôm nay bạn đã gây được cái tiếng cười cho chúng tôi. Chúng ta sẽ chấm điểm. Xin mời ban giám khảo. Đinh Ngọc Diệp 9,5, Cát Tường 9, Lương Mạnh Hải 8,5, Minh Nhí 8,5 và Lê Hoàng 7,5. Tổng số điểm các bạn có là 43 điểm. Xin chúc mừng. Xin chào bạn. Trời, ý nghĩa người ta to lớn như vậy mà tại sao một đạo diễn như vậy mà không có nhận ra? Lộn này chú Lê Hoàng, chú lộn còn hay hơn nữa. Bạn có
Xin chào các con. Con xin kính chào chú Quyền Linh. Rồi, hôm nay các bạn xinh đẹp quá. Có hai chàng trai kia, hai chàng trai xích lên con. Con trai nhỏ nhỏ nè, con trai đang cầm micro nè. Đây, chú Linh qua đây nha. Đó. Con tên là gì? Con tên là Quang Long. Quang Long hả? Dạ. Hôm nay con thấy có nhiều bông hoa xinh đẹp xung quanh con không? Có nhiều người đẹp không? Cố gắng lên các con nha. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Dạng như luôn vậy. Vậy mượn. Hả? Vậy mượn. Đi lận. Minh với anh có đồng ý với em là thấy mấy em diễn rất là dễ thương mà nhảy rất là đều không? Lần này tôi lại thấy đồng ý với lại quý vị khán giả. Tôi chọn lộn người rồi hết trơn. Các cháu múa không có đều là một, hai nữa là hai cái nhân vật lúc đầu không có liên quan gì đến các bạn này. Đúng không quý vị khán giả? Đúng. Cái bài hát này thì nó vui vui thôi. Dạ. Chứ nó chưa có được sôi động. Đó. Bây giờ mới phát hiện ra nhiều cái chương trình nó hỏng về NC. Hai con nhỏ ở đây nè. Hồi nãy các con ra các con nói không à. Chú Lê Hoàng chê các con là ra là mới vô nó không ăn nhập cho nên hai con có thể là hát một bài gì đó tặng chú Lê Hoàng để chú Lê Hoàng khen không? Tại khúc cuối có hát rap nữa. Hát rap nữa hả? Chưa được hát rồi. Rồi hai con hát rap thôi đúng không? Tuổi thơ chúng em được kinh sách đến trường. Tuổi thơ chúng em cùng vui ca hát. Hãy đến bên nhau kết thân bạn bè. Hãy để nụ cười gọn gã niềm vui. Người ta có con. Người ta có ý đồ. Có những hoàn cảnh cơ nhở người ta phải đi bán vé số. Em ơi đứng đây bán vé số, tự nhiên trời mưa ướt. Trong khi đó một số các bạn nhỏ thì tung tăng nhảy múa ca hát. Đó là những cái hoàn cảnh, những cái số phận trong một cuộc đời. Ý nghĩa người ta to lớn như vậy mà tại sao một đạo diễn như vậy mà không có nhận ra? Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà gian dứt, nếu mà là nói, người ta không nhận ra. Đấy là nói. Đó là bạn nói thôi à. Tôi yêu tố nhân văn mà. Chứ còn bây giờ là khán giả em không có thấy chị Tường. Em cũng giống như khán giả đó, em thấy nó hỏng đó vô. Tôi tên là Lưu Văn Dự, biệt danh đi đàn là Đoàn Dự. Hôm nay tôi được 65 tuổi. Chào anh Đoàn Dự. Xin kính chào anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả có mặt tại
Hôm nay anh là người lần đầu tiên tham gia cuộc thi giống như anh nói đúng không ạ? Đúng rồi, mới lần đầu tiên tham anh gia. Anh có hồi hộp gì không? Dạ, cũng hồi hộp sợ lắm, không biết khán giả có ủng hộ mình không? Anh hôm nay anh sẽ đàn guitar nữa. Đánh đàn bằng răng. Lạ, cái này rất là lạ nha. Rồi, bây giờ thì anh có 2 phút thôi anh đoàn dự ạ. Đoàn dự đến với đàn guitar từ bao lâu rồi? 14 tuổi đoàn dự tập đờn và đi đờn cũng như bao nhiêu nhạc sĩ khác. Tới năm 25 tuổi thì tình cờ coi được một cái show TV của anh nhạc sĩ ở bên Mỹ đờn bằng răng. Thì đoàn dự cũng ráng làm một cái gì, tại vì thế giới có người đờn đờn bằng răng thì Việt Nam mình cũng phải có, ráng có được một người như vậy. Thành ra đoàn dự cố gắng tập luyện tới bây giờ. Có cái răng nào nó ra đi theo dây đàn cho anh? Hồi lúc mới tập đàn thì tập đàn bằng răng thì nó hơi đau lắm. Nhất là đàn bằng điện thì nó giật, nhiều khi chảy máu răng, có khi đứt dây mà tét môi. Nhưng mà cũng nhờ sự động viên của gia đình và của khán giả và của anh em đồng nghiệp động viên gửi thơ cho đoàn dự rất nhiều để ủng hộ đoàn dự, thành ra đoàn dự mới cố gắng tập luyện tới giờ phút này. Chúc mừng sự động viên của khán giả rất là nhiều. Chúc mừng anh. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ban giám khảo chuyên môn sẽ có đôi lời để cùng chia sẻ với đoàn dự. Nếu như nói về tiết mục của chú là có làm cho cháu thực sự xúc động không và thực sự có thích không thì cháu không hẳn thích tiết mục của chú. Nhưng mà cái hình ảnh của chú khi mà bước ra sân khấu là thuyết phục hoàn toàn. Tiết mục vừa rồi của anh thì thật sự nó không phải là dở. Mà nó cũng không phải là không hay. Nhưng nói là xuất sắc thì nó cũng chưa tới. Tại vì hồi nãy anh run quá, anh bắt đầu khi anh hát đó là bắt đầu là anh dậy đó. Và cái kết á, anh hình như anh bị vô không được. Vô không có được cái câu ao. Tuy nhiên ở đây em lặng người đi vì em rất là thích cái lạc quan yêu đời và cái phấn đấu của anh. Cái Ngọc Diệp nhận ra và học được ở chú là cái sự tôn trọng yêu quý khán giả. Còn bây giờ số điểm từ ban giám khảo. Đinh Ngọc Diệp 10 điểm, Lưu Văn Hải 9, Minh Nhí 9, Cát Tường 8,5 và Lê Hoàng 7,5. Và tổng số điểm dành cho đoàn dự trong buổi lưu diễn ngày hôm nay là 44 điểm. Chúc mừng. Thế thì trải qua rất là nhiều tiết mục, rất là nhiều cái hấp dẫn và ấn tượng. Còn bây giờ sẽ là hấp dẫn ấn tượng hơn. Chúng ta chờ xem nha, xin mời. Em thiếu nhi đều có những cái hoàn cảnh gia đình đều khác biệt với nhau.
kia, nhưng mà các em nhỏ rất là chung một cái niềm đam mê vũ lực. Phỏng vấn ai? Phỏng vấn thứ tự. Thôi biểu diễn trước rồi phỏng vấn sau. Thôi mình biểu diễn luôn đi. Nào, 2 phút cho các bạn bắt đầu. Bạn có thật sai. Vato fado gentleman. Ông này ông lạ lắm nè. Ông này nè, lạ chưa thấy luôn. Trời, cái đầu trong lạ hơn nữa. Mấy con tập cái tiết mục này với nhau được bao lâu? Bao lâu con? À, được 2 tháng. Nhưng mà khi tụi con đi biểu diễn cũng giống như vậy hay là có múa lân thật sự, có tùng chèn hay là vẫn nhạc như vậy? Có leo lên không? Dạ có. Nhưng nay sao không leo? Không có có người, đi làm hết. Đi làm hết, bước lộn mèo không? Thế phải có người chú. Đâu, làm thử một miếng coi. Lộn đeo nó vô luôn hả? Ai, lộn vậy ai lộn không được. Thì lộn. Lộn thì chú Lê Hoàng, chú lộn còn hay hơn nữa. Ban giám khảo chuyên môn sẽ cho điểm như thế nào? Cát Tường 8 điểm. Đạo diễn Lê Hoàng 7.5. Lương Mạnh Hải 7. Đinh Ngọc Diệp 8. Và Minh Nhĩ 8. Đúng rồi con. Trước khi đi thi thì có mình có gọi là nói với nhau là cái điều gì quan trọng nhất không con? Không. Đi thi thì con có mong muốn điều gì không? Dạ, con mong muốn là cuộc sống này không thể thiếu nụ cười, mà con sẽ đi biểu diễn cho các mọi người coi và bắt các mọi người sẽ cười. Chúc mừng các con. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Phối như vậy nói chung là không cần phải nghe rõ. Chương trình Bạn Thực Tài. Bạn có thật sai. Ching, 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 ching.
thời gian chỉ có 2 phút thôi. Các bạn đã chứng minh được rằng khán giả không chỉ thích nghe mà thích nhìn và thích các bạn với 84%. Một tràng pháo tay chúc mừng các bạn. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cho tôi hỏi là bạn đọc rap, tức là bạn đọc rap tiếng Việt đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi đọc gì mà còn hỏi đọc tiếng Việt. Em nghe chữ không không? Không, không, thực sự là có nghe thấy. Có nghe nhưng mà có khi nghe khi không. Đó. Thầy. Đó là người ta phối như vậy, nói chung là không cần phải nghe rõ. Ồ, còn nghe hay là được rồi. Bạn nữ thì là hát nhạc tiếng Anh, nhưng mà bạn nam mà đọc rap tiếng Việt. Tiếng Anh, tiếng Việt chở nhau sao đòi nghe rõ được. Bây giờ ban giám khảo đang tranh cãi, bây giờ bạn có thể đọc lại đi. Đọc lại cái đoạn đó coi, thật sự tôi cũng không hiểu luôn. Muốn nghe luôn. Rồi nơi bình yên bắt đầu là cách mà bạn sẽ lấy nó. Không gian như gò bó, gắn chặt là âu lo. Rồi nếu như mai tôi là triệu phú thì sao nào. Chân tôi vẫn bước đến những nơi ồn nào vào hối hả bạn thì sao nào. Có lẽ bạn nên cùng tôi chạy đến những nơi mà bạn chưa từng thấy. Sự cách mà bạn và tôi đang đứng nơi đây trong giây phút này là hát cho mọi người cùng nghe. Ok. Play, shake the ball. Bây giờ thì nghe. Nhưng mà hát chung mấy câu kia làm sao? Như vậy thì cái phối hợp của các bạn đúng là các bạn phải coi lại chút xíu. Khi hồi nãy á, bạn hát chung với lại nhóm á thì bạn phiêu quá cho nên bạn không có rõ như bây giờ. Dạ thật ra thì khi mà tụi em diễn ở trên sân khấu á là tất cả mọi âm thanh nó hòa quyện vào nhau. Cho nên là khi mà rap ra tất nhiên là nó sẽ bị hòa lại với nhau. Nếu như các bạn đọc rap, đọc cái gì đọc phiêu gì phiêu, nhưng mà ít nhất cho người ta nghe 2/3 cái nghe cái rap Việt Nam của mình. Cái rap nó chỉ là cái nền cho cô ca sĩ hát, hai bên nó qua lại cho nên là có lúc nghe lúc không là cái chuyện bình thường. Mỗi người một ý, nhưng mà ý Lê Hoàng như thế nào? Cái là cái rap nó là cái nền như cái bài hát, nhưng mà ở đây cái nền và cái bài ca nó bị lẫn lộn với nhau, nó có vấn đề về phối ý thật. Nói thì nói nghe nhạc vẫn phiêu lên như vậy, tôi cần nghe rõ hơn. Nói chung là người già là phản đối. Không đâu, không phải người già phản đối, bạn cũng chưa chắc là trẻ. Cái em đồng ý. Còn bây giờ mọi người sẽ đưa ra chứng kiến của mình bằng con số cụ thể, đó là số điểm. Forget about a prize, say in a bottle. Minh Nhĩ 8 điểm, Cát Tường 8.5, Lê Hoàng 7.5, Lương Mạnh Hải 8 và riêng Đinh Ngọc Diệp là số điểm rất cao, 9 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết mục sau để xem tiết mục có lôi cuốn khán giả, có sự tranh cãi sôi nổi từ ban giám khảo hay không. Mời các bạn. Sở thích em khác là nhảy. Bắt đầu từ đam mê của những người bạn em, nó truyền cảm hứng tới em, nó cháy trong tim em và em đam mê nó. Bạn có thích bay? Xin chào bạn. Chào chú Quyền Linh. Cao quá nha. Dạ. Nay bạn nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi, 6 tháng nữa con 18 tuổi. Con 17 tuổi thôi. Dạ. Đúng các bạn tôi mắc cỡ quá. Không sao tôi không mắc cỡ, tôi có cao hơn một người. Con biết mà. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thích bay? Turns into screaming, oh, and
không có điều kiện để biểu diễn nữa bạn. Không sao, hình như bạn còn rất trẻ, rất trẻ để chúng ta tiếp tục rèn luyện hoàn thiện hơn nữa. Cũng đẹp mà. Bạn có thực tại. Mà đỏ nó lên nhanh dễ sợ. Bây giờ là tôi nghĩ rằng là tôi mời Minh Nhí lên đây. À, tránh ra đi. Giờ là bạn tránh ra là tự nhiên thấy nhục à, nhục không? Nhục ghê không à. Rồi bây giờ mở nhạc lên thử coi hai người biểu diễn giống nhau không? Cần một phút bứt phá nhưng mình nghĩ thôi, mặc dù chưa tập ngày nào chứ á, nhưng mà ấn tượng. Thật ra chị có nhảy rất nhiều mà sao lần đầu tiên chị thấy em nhảy lạ thiệt luôn. Cái đồ em. Cái môn này bao lâu rồi? Hai năm rồi. Cái bài mình nghĩ chưa tập lần nào mà biểu diễn ấn tượng lắm. Em nói ý đồ của em trong cái bài cái điệu nhảy vừa rồi. Khúc cuối em muốn tạo cái cảm giác là đau khổ. Người chàng trai đang đợi cô gái không tới. Tôi xin gửi tặng bạn một kỷ niệm chương của chương trình để nhớ rằng bạn đã một lần tham gia chương trình. Mong rằng lần sau chúng ta có tham gia kiếm tiết mục nào nó bơi đặc sắc như Minh Nhí chút xíu nữa. Lặng ha. Rồi, cảm ơn bạn. Xin chào tất cả chúng ta. Xin chào. Còn bây giờ sẽ là tiết mục cuối cùng. Xin mời quý vị. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Anh Đức. Năm nay mình 26 tuổi. Tại mình là một ảo thuật gia. Mình thích những tiết mục mang tính chất kinh dị, nuốt chỉ rồi lấy ra từ mắt, nuốt kim rồi lấy ra từ bụng. Má có thật sai. Chào chàng đẹp trai. Mới bước ra thôi tôi thấy là cũng bình thường thôi. Cầm bộ bài. Tôi nghe nói rất nhiều ảo thuật nhưng ảo thuật kinh dị thì cái này tôi mới lần đầu được xem đấy. Dạ vâng, đối với em thì đây là ảo thuật lãng mạn. Lãng mạn hả? Vâng. Tôi thấy bộ bài là quen lắm rồi đó. Cẩn thận. Tạo áp lực cho người ta nữa. Hai phút. Bắt đầu. Má có thật sai. Hết chưa bạn? Đã hết ạ. Rồi. Cái tiết mục này cần bao lâu để tập luyện vậy? Dạ, em tập nó hơn 2 tháng ạ. Tôi thấy rằng nãy cầm bộ bài thì tôi không thích lắm bởi vì nhiều lần rồi. Như từ bộ bài rút ra cái cọng chỉ rồi bỏ vô nhai thì tôi thấy có lạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiết mục này của bạn nếu ở một cái sân khấu nó gần gũi hơn, tức là cái sự tương tác giữa khán giả, cái khoảng cách nó gần nhau hơn thì khán giả sẽ thích hơn. Thực ra theo như em nghĩ thì tài năng hay là những cái gì đó lạ thì
thì không nhất thiết cũng phải là to, mà hoàn toàn có thể có những cái gì rất là nhỏ. Nếu mà chỉ vì mà chúng ta không thể đáp ứng được cái vấn đề đó mà đánh giá cái phần tài năng. Ý của chúng tôi đây đang nói rằng là cái hiệu ứng sân khấu với tiết mục của bạn, chứ không phải rằng là bạn không có tài năng. Hai cái đấy nó rất khác nhau. Nói tóm lại, nghệ thuật không phải, không cần phải nhỏ quá, không cần phải lớn quá, mà bất kỳ nhỏ hay lớn, hay to hay vừa vừa, miễn sao hấp dẫn khán giả là chấp nhận. Xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định. Đinh Ngọc Diệp 8.5, Lương Mạnh Hải 8, Lê Hoàng 8, Minh Nhí 8 và Cát Tường 8. Như vậy chúng ta đã theo dõi trọn vẹn 10 tiết mục và có những tiết mục khán giả không chấp nhận, đành phải chia tay với chương trình. Xin mời tất cả các đội chúng ta bước ra sân khấu. Chúng ta chờ xem số điểm của các đội. Xin mời đội vô địch tuần trước bước ra sân khấu. Và bây giờ tất cả các đội được khán giả chấp nhận bước tiếp vào vòng trong với số điểm ban giám khảo, để xem đội nào sẽ là cao nhất. Nếu như đội cao nhất thì đội đó sẽ bắt buộc phải thi đấu với đội vô địch tuần trước. Chiến thắng đội vô địch tuần trước sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Ta chờ xem số điểm của các đội. Xin mời. Tân bóng nghệ thuật 43 điểm. Ảo thuật 43 điểm. Đàn acoustic 41. Đánh đàn bằng răng 44. Múa lân hiện đại 38.5. Và ảo thuật là 40.5 điểm. Như vậy, đánh đàn bằng răng của anh Đoàn Dự là số điểm cao nhất. Chúc mừng anh. Và anh Đoàn Dự phải tranh tài quyết liệt với đội vô địch tuần trước. Xin mời đội vô địch tuần trước bước ra sân khấu. Bữa nay lạ chưa? Một mình anh Đoàn Dự, chúng ta sẽ tranh tài với đội các bạn nhỏ ở đây. Đây là những búp bê bằng bông mà hôm trước Minh Nhí đã đặt tên, đúng không ạ? Mời các con chuẩn bị sẵn sàng. Bạn có thịt bay. Thank you.
Ngồi tới sáng luôn. Chị này chị dữ lắm mà, chị nhảy dữ lắm mà. Mệt không con? Mệt. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Xuống, xuống, xuống. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời. Ghê luôn vậy đó. Chú xin lỗi con nha. Chú. Bây giờ thì ban giám khảo chuyên môn sẽ đưa ra lời nhận xét. À, trước khi mà mấy con ra diễn á, là ở trong này á, chú Minh Nhí có hăm dọa trước rồi. Bữa hổm chú đặt tụi con là búp bê bằng bông, mà bữa nay chú nói mà ra mà nhảy là cái bài cũ á, là chú nói là búp bê bị hư. Nhưng mà không ngờ may mắn quá, các con vẫn là những cô búp bê bằng bông rất là xinh đẹp. Hôm nay là chú rất cảm ơn là các con đã không làm cho chú thất vọng à, và chú lại hy vọng tiếp là các con sẽ có những cái tiết mục hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Con sẽ bước vào bên trong, đây, đứng bên phía bên đây để chờ chú Đoàn Vũ vừa diễn. 2 phút dành cho anh, bắt đầu. Tôi thật sự là rất là lo cho anh khi mà xuất hiện cái lần thứ hai này, bởi vì tôi nghĩ rằng hồi nãy ở đợt thi đầu tiên thì cũng đền bằng răng, thứ hai đền bằng răng, tôi thấy chắc cũng giống giống, nhưng mà thật sự bất ngờ. Cùng một bài luôn nữa chứ. Cùng một bài nữa, sau đó có một đoạn phiêu linh á. Kịch tính, kịch tính. Phải nói là rất là kịch tính và rất là hấp dẫn, tôi thấy những tràng pháo tay của khán giả. Nhưng mà thôi, nhìn nhận về hai tiết mục á thì tôi thấy thế này. Phải nói rằng là chú Dự hơi bị thiệt thòi khi mà đối thủ của mình quá mạnh. Bởi vì nếu mà nói về hai tiết mục về mặt sân khấu thôi thì tôi vẫn thích tiết mục nhảy tập thể của các em nhỏ hơn. Mình đang nói về chuyện là thực tài. Thật ra thì cái tài năng của chú và cái đam mê của chú là một cái điều mà tất cả mọi người ở đây phải học hỏi. Vấn đề chỗ đây là số điểm cụ thể từ ban giám khảo dành cho hai tiết mục. Không biết số điểm sẽ nghiêng về đội nào đây. Chúng ta chờ xem số điểm đầu tiên dành cho các em nhỏ. Xin mời ban giám khảo. Đinh Ngọc Diệp 9, Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Lương Mạnh Hải 9.5 và Minh Nhĩ 9.5. Có lẽ bây giờ tôi nghĩ rằng khán giả đang là những người hồi hộp nhất. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Khán giả cũng rất nhiều người thích anh Đoàn Dự và cũng rất nhiều người thích các bạn nhỏ. Tôi thì tôi thích hết cả hai. Và số điểm của anh Đoàn Dự như sau. Lương Mạnh Hải 8, Lê Hoàng 7.5, Đinh Ngọc Diệp 9.5, Minh Nhĩ 9, Cát Tường 8.5. Số điểm của anh Đoàn Dự là 42.5. Cái đi kết là 46. Chúc mừng các con. Như vậy một lần nữa các con lại vô địch tuần này nữa.
vậy là các bạn nhỏ đã giữ được cúp vô địch của tuần rồi, tức là vẫn còn kim xương kim vô địch. Một tràng pháo tay dành cho các bạn nhỏ. Tôi mời đạo diễn Lê Hoàng sẽ tiếp tục trao cúp vô địch cho các bạn. Chương trình do công ty MCV và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.